Vâng, tôi với em đây. Hôm nay xin chào tất cả các bác. Hôm nay em lên mũ để quạt bảo hộ lao động gắn vào áo quần bảo hộ lao động. Và không mất thời gian nhiều cho các bác. Đó là số em sẽ giao hàng toàn quốc. Các bạn nhận hàng, kiểm tra hàng mới thanh toán. Cái quạt này rất đa năng cho các bác. Bác ạ, từ các bác làm thợ hàng, thợ cơ khí hay là công ty hay tất cả các bác làm như nào lao động như là hàng tàu cơ khí, như hàng tàu biển, hàng gia công bồn bể hay bắn mái tôn, hay là những shipper hay là những người lao động ở ngoài trời các bạn. Đây là những bộ quần áo mà em bên em đang chế cho tất cả phương tiện cho các bác, như là bác lái ô tô hay là cơ khí gia công cả công ty. Đây là những cái mẫu áo này rất chi thông dụng và đa năng và mát nhất các bác là ngoài trời nắng đổ chang chang như mùa hè, như là Giang đấy, như là Lạc Giang vậy, đỗ nó rất chi là nóng, nhất là các bác gia công cơ khí hàn vỏ tàu hàn tất cả những thiết bị gia công, những bộ quần áo bảo hộ như thế này, những cái quạt bảo hộ để chế vào những quần áo bảo hộ thế này rất chi tuyệt vời các bác. Em thời xưa em đi công trình đấy, bây giờ em cũng đi công trình và em đã phải chế những cái quạt thế này để làm ngoài trời rất mát, nhất cái mùa hè nắng tầm 38 đến 40 độ các bạn. Các bác mà cảm thấy như tạ hàn mà úp mo vào mặt ấy, mà nghề đấy là nghề rất lắm. Hay những bác gia công kết cấu, gia công bắn mái tôn nhà xưởng, các bác biết đấy, ngoài trời rất chi là nóng kinh khủng luôn, mồ hôi mồ kê chảy dễ dãi cả đấy. Cái quạt này cái nghe làm tác dụng cho chúng ta rất chi là nhiều đấy. Các bác đi ngoài trời chẳng hạn đấy, các bác gắn vào những cái áo lao động của chúng ta như thế này đấy, đặt những ai mà làm một việc ngoài trời đấy. Cơ khí hàn xì các thứ, mái tôn điện nước, điện các bác điện nước cũng lên sắm cho mình những cái bộ quần áo như thế này, đặc biệt những tạo cơ khí các bác nhé. Ở làng em đây thôi, những bác nông dân hay là những người khai thác rừng họ cũng mua về để chế những cái áo để làm việc như thế này rất chi hiệu quả và mát. Và bên em đang sử dụng bán cái áo này, cái quạt này, đó là cái quạt rất chi thông dụng và đa năng đối với tất cả các bác, như các bác làm việc ở xa những nơi mà gọi là khó khăn hay cái gì đó về ổ điện ổ thì cái này là một biện pháp bên em đấy cả nghiên cứu và nhập lô này về để cho các bác sử dụng, đặc biệt là các bác sử dụng tủ sạc dự phòng các bạn, là điện thoại dự phòng đó. Đây những tủ sạc dự phòng như này, sạc của pin điện thoại đó các bác đấy, rất chi là hữu ích. Những củ sạc to như này các bác có thể dùng một ngày và ngày rưỡi các bác sạc tha hồ, là tùy theo cái túi tiền các bác mua đấy. Và đây những củ sạc cắm vào dây USB thế này rất chi là tiện đấy. Mà em ngày xưa đấy là công trình nhiều, em biết là gì, đôi khi các bác ngồi giải lao hoặc là chơi game hoặc là chơi nghe nhạc, đôi khi nghe hết pin đấy, điện thoại hết pin mà quên không sạc, nhất là các bác mà ở xa nhà hoặc như các bác đi làm điện nước và phục vữa xa nhà ấy, các bác đấy, đây cắm vào đây là rất chi là tiện đấy các bạn, chỉ cắm vào đây và cái áo này như thế này thôi đấy. Các bác chế vào như thế này là rất chi là tiện các bạn, và đảm bảo đấy, quay rất chi là mạnh và mát, là cái phồng cái áo lên rất chi là mát các bạn đấy. Đặc biệt những bác cơ khí mà leo trèo rất chi là mát và tuyệt vời đó các bác. Lời xưa con em đi công trình năm 2012-2014 làm những mặt hàng vỏ tàu, những vỏ tàu kết cấu sắt thép, những mùa hè nắng chang chang cả, nhưng chúng ta làm như kiểu như lò bắt quái các bác. Đặc biệt úp những cái mô hàn những môi hàn dày, mới tôn dày ngồi phơi lắng chang chang ra để hàn, như các bác biết đấy, cái mũi hàn mà
đặc biệt những cái nhà cao tầng chẳng hạn, bắn mái tôn trên mái lóc nhà 3-4 tầng ấy, các bác làm gì có thời gian để xuống, vì các bác làm cố để xuống giải lao để cho xong chứ không bỏ đấy bỏ bê được các bạn đấy, và rất chi là mạnh và rất mát, nó rất chi thông dụng cho các bác. Tất cả các bác, đặc biệt những các bác hỏi rằng giá như thế này đắt không, thực ra không đắt các bạn, không đắt một tí nào đâu. Đối với những bác mà làm cơ khí, sức khỏe là trên hết, mà các bác bảo rằng những cái quạt như thế này rất chi là đắt, đắt cũng không đắt. Đối với những ai là đã hiểu về những công việc đặc thù, công việc lăng lóng oi bức đi công trình hoặc là bắn mái tôn thì đã hiểu lóng oi bức đến nỗi các bác muốn cảm tưởng như là không muốn lên làm nữa vì nó lóng quá đấy. Mà bây giờ cái biện pháp cải tiến như này rất chi là mát, các bác rất chi tận dụng, tiện dụng cho các bác, đặc biệt làm việc ngoài trời hoặc là đi đường dài xa xôi đấy. Đây là những áo shipper hoặc là những áo lao động công nhân các bác, rất chi là tiện dụng cho các bác. Đây, em chế tất cả loại áo các bạn để em làm đấy. Mà đặc biệt nha các bác mà đi làm ngoài trời hay những cái pháp mà cải tiến rất hữu ích như này, em khuyên các bác nếu có những biện pháp có những cái quạt thế này để chúng ta dùng rất tiết kiệm lợi. Và cái này là cũng củ sạc dự phòng thế này, ở tất cả các quán điện thoại nào cũng có, và hầu như ở đâu cũng dùng điện thoại, và nhà ai cũng dùng cái điện thoại này, củ sạc như thế này. Các bác sạc rất chi đơn giản và rất chi dễ. Nhưng khi các bạn đang quạt xong hoặc máy, nhất là các bạn bắn máy tôn, nhưng mà các bác sử dụng những cái quả đây này trên lóc nhà có dây điện bắn vít đó, các bác có thể dùng 2 quả 3 quả có cắm đấy, dùng quả lọ sạc quả kia được, mà các bác vừa sạc điện thoại được vừa quạt mát được, rất chi tận dụng mà hữu ích cho các bác đấy. Và cải tiến rất chi hữu ích. Đây những cụm là áo mà bọn em đi làm đấy, rất chi là mát, quay vù vù các bạn đấy, rất chi tận dụng luôn. Các bác cảm tưởng hình dung như là nó mặc cái áo này vào rất chi là thoải mái luôn đấy, rất chi là mạnh đấy. Vâng, các bác có nhu cầu hãy, nếu như các bác có nhu cầu những bộ phẩm sản phẩm yếu như này, các bác hãy gọi vào số điện thoại mà em ghi dưới tiêu đề. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác lần sau. Sản phẩm bên em rất nhiều.